Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bảng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải và chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1954 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 10 đối với 7 di tích. Trong đó có danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải là một trong 7 di tích được xếp hạng. Lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nghệ thuật xòe Thái. Phấn đấu từ nay đến năm 2025, xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch và thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch.